Nhanh tay đi, thứ bảy mà hút máu quá đi. Nhanh nhanh còn về ăn nhậu nữa mấy ông nội. Còn đây có con mũi ngồi đây nữa nè. Nó đang mệt thở không nổi cái ra nó kêu nhanh tay về ăn nhậu cái rồi đi ra bốc phép liền đi không nghỉ luôn. Nhanh tay thì còn chậm tay về cầu Sài Gòn mà mua luôn nha. Nhanh nhanh cho con mũi nè, nó xe nữa, súng nó phụ nè. Ngồi cho nó mát nó không xuống luôn, ngồi luôn nữa. Nhanh lên một tiếng nữa là ba bao nữa là đủ rồi. Cuối tuần rồi mấy chú ơi. Cứ đổi ra thêm hai xe vô cái đài móng đi cho nó đầy rồi nó tràn quá. Lấy xe cho bên này cho đổ trụ cột trước nè. Đổ luôn ra lên đài móng luôn cho nó đầy lên. Đó. Đập luôn xe nữa cho nó dung lên cho nó tràn qua. Rồi bắt đầu đổ đường đà đi. Ok, ok. Nhanh lên còn ăn nhậu nữa. Đủ quá. Má nó ăn nhậu xịt bánh rồi nè, thấy không? Mặt mày thì biết rồi. Thứ bảy mau chạy về tìm mấy chú ơi. Thôi đổ đà nha, giờ đổ đà nha. Để giá qua xúc đổ đà anh Khang ơi. Mưa rồi, mưa rồi. Khúc cuối là mưa nè. Mưa
chơi vậy đó. Bạn mua này tắm mưa chơi luôn mà. Gì? Còn mấy xe nữa anh Hải? Anh Hải nặng tay quá điếc luôn rồi. Còn mấy xe rùa nữa? Ở trong đó còn mấy xe rùa nữa? Đổ ra ngồi vô trọng khác đi. Cái này là chỉ là trẻ đỡ thôi, là vài ngày nữa, vài ngày nữa nó đi dùng ở trong cái ống xe đó đủ rồi phải không Tâm? Ok ok. Đúng rồi, cái xe này đúng chưa? Ok ok ok. Rồi goodbye goodbye.